bắt tranh để tình yêu rộng rỡ. Tay trong tay ta nói tình thương, vai sát vai ta kết nên đại sen. Bóng rơi vô biên ngân mang tiếng chùa hòa bình. Phật giáo thế giới hân hoan tin mừng. Đại lễ Phật đàn đấng thế tôn. Phật giáo Nam Châu hân hoan tin mừng. Đại lễ Phật đàn đấng thế tôn. Trong tâm muôn loài
cầu chứng minh cho tâm thành. Bước làn hồng về bao lâu từ xa nơi chân thành, dưới chân mùng sâu vang lên lời Phật quang minh. Cảm đạo từ bi nguyện kiếp kiếp xin cho thân cần, quyết đền ơn sâu dù phải đắng cay trăm phần. Tiến nhập trần lao mà tâm kia không sao phán rơi, anh đào vàng soi an lành tràn lan khắp nơi. Thanh thiếu nhi đồng hoa ca kinh mừng Phật đang
quên khúc ca hoa đèn sáng soi tỏ dàng niềm tin theo ánh đao vàng cùng kính dâng hương trầm quá hoa một ngày Phật đản mừng ánh sáng đao vàng truyền lan khắp cùng thế giới Nam Bắc Tông hiệp hòa xiêm dương tranh đạo Thích Ca Mâu Ni Phật. Về đây ơi bao hân hoan cùng nhau ra vui ca vang kính dâng hương hoa xinh tươi đẹp sáng màu hoa tươi thắm hương lành ánh đèn tỏa sáng tâm thành cầu kinh chúc tăng được phật cầu tìm càng mừng ngày lễ đang xanh thân phận về tay nguồn sáng anh đào vàng hào quang tỏa sáng vô biên về đây lễ hội hoa đăng đồng thanh hát ca reo vang Việt Nam nước thiêng vinh quang đào vàng về đây lễ hội hoa đăng đồng thanh hát ca reo vang Việt Nam nước thiêng vinh quang đào vàng chuyện Phật Thích Ca ra đời ngày xưa vào ngày rằm tháng tư nơi lầm Tỳ Ni hoàng hậu dựa gốc cây phư ư đẹp tươi chợt hoa vỡ từng bừng nở điềm lành đã đến cho muôn loài từ nay thật là hạnh phúc cho nhân loại mừng thay rằng người ngày đán xanh được Phật ngày bình an đến cùng thế gian ngài thấy vô minh trần đời ngài thấy đau thương mọi loài ngài xuất ra đi vào rơi và tìm ra ánh đạo thiên chân lý cao siêu từ bi soi sáng vô minh lầm mê tứ sinh luân hồi tận bến mơ không còn bờ đôi đời vượt hết mọi khổ đau mừng ngày Phật Thích Ca ra đời ngày nay lòng thầm nguyện ước cho muôn loài bình an tâm hồn bừng sáng tươi như ưu đàm hoa và từ tâm ấy Phật ra đời chuyện Phật Thích Ca ra đời ngày xưa vào ngày rằm tháng tư nơi lầm Tỳ Ni hoàng hậu dựa gốc cây phư ư đẹp tươi chợt hoa vỡ từng bừng nở điềm lành đã đến cho muôn loài từ nay thật là hạnh phúc cho nhân loại mừng thay rằng mười ngày đán xanh được Phật ngày bình an đến cùng thế gian ngài thấy vô minh trần đời ngài thấy đau thương mọi loài ngài xuất ra đi vào rơi và tìm ra ánh đạo thiên chân lý cao siêu từ bi soi sáng vô minh lầm mê tứ sinh luân hồi tận bến mơ không còn bờ đôi đời vượt hết mọi khổ đau mừng ngày Phật Thích Ca ra đời ngày nay lòng thầm nguyện ước cho muôn loài bình an tâm hồn bừng sáng tươi như ưu
đàm hoa và từ tâm ấy Phật ra đời. Tâm hồn bừng sáng tươi như đàm hoa và từ tâm ấy Phật ra đời. Nhưng mà cái quan trọng nhất hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ đến câu lý đạo trong Tử Nhật Tử, đó là cái thông điệp mà Đức Phật muốn truyền trao lại cho thế gian này là gì? À, cái thông điệp quan trọng. À, tất nhiên thì chúng ta thấy là Đức Phật ra đời có đầy đủ những cái yếu tố của một bậc thánh nhân. Ví dụ như là bước chân phải bước hoa sen, rồi tay chỉ trời, tay chỉ đất, nói là thiên thượng, thiên hạ, thiên hạ là tôn, vô lượng sơ tử, đương nhiên tận chỉ. Nhưng mà những cái giá trị đó để tôn vinh một bậc thánh nhân xuất trần, và nơi đó để làm cái cơ sở để sau này cái sự giáo hóa chúng sanh được cái sự tin tưởng sâu sắc vào cái bậc thánh nhân đó. Nhưng mà cái giá trị Đức Phật để lại cho thế gian này, nó không phải là những cái hình tướng hay là những cái âm thanh. Tất cả thì đến bây giờ 2700 năm rồi, mọi thứ cũng đã trở về cái hư vô rồi. Cho nên trong kinh Kim Cang Đức Phật mới dạy ra là nhường chỉ sắc kiến ngã, chỉ âm thanh cầu ngã, dường như thành là đạo bất năng kiến Như Lai. Có nghĩa là người nào mà thấy sắc, lấy sắc để mà thấy tha, lấy âm thanh để mà cầu ta, thì người đó thành tà đạo, không thể nào thấy được Như Lai. Thì Như Lai là như thế nào? Và cái Đức Phật muốn chỉ cho thế gian với con người chúng ta là cái gì? Hôm nay chúng tôi sẽ đưa đến những giá trị cốt lõi nhất, chân thật nhất về cái giáo lý, cái Đức Phật muốn truyền trao cho chúng ta. Thông thường thì chúng ta thấy là Đức Phật nói, khi nói đến đạo Phật thì chúng ta nghe nói là giác ngộ và giải thoát, hoặc là bậc thánh nhân, hay là vô thượng phi vương, tất cả những ngôn từ đó để tôn vinh thôi. Nhưng mà thật sự là những cái đó nó hàm nghĩa và ý nghĩa, cái ý nghĩa sâu sắc bên trong. Ví dụ như chúng ta thường biết cái định chúng ta thường nói là vô thượng thần công phi sắc thiên bạn biết than bao hộ ngã kim kiếp văn khắc họ thì giải Như Lai chân thật nghĩa. Thì ở đây cũng là cái chữ Như Lai. Cái Như Lai ở đây có nghĩa là Đức Phật muốn nói rằng cái mà Đức Phật có sở hữu thì tất cả chúng ta ở đây cũng đều có sở hữu. Đức Phật muốn chỉ đó, đó là cái tánh giác, cái tánh biết mà được gọi là Phật tánh. Thì trước tiên muốn hiểu Phật tánh là gì thì chúng ta phải biết cái chữ Phật. Chữ Phật có nghĩa là giác giả. Giác giả có nghĩa là người giác ngộ, giác ngộ ra những cái lẽ thật của cuộc đời, và từ đó thì mới có cái phương hướng để đi đến cái sự giải thoát. Và Đức Phật được khẳng định rằng tất cả chúng sanh đều có cái tánh giác như nhau, không có sai. Cho nên từ nơi không sai biệt này, cái giá trị cốt lõi đó là chúng ta phải tự tin hiểu rằng là Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta cái tánh giác và cái tánh biết đó nó tồn tại ở trong chúng ta. Bất cứ chúng ta có mất đi, có trở lại thế gian này, hay là có sanh tử luân hồi nhiều kiếp, nó vẫn theo chúng ta. Cái tánh biết hay cái tánh giác này nó không thay đổi theo thời gian, nó không thay đổi theo hoàn cảnh.
và nó luôn luôn ở trong chúng ta. Rồi thế nào là giác ngộ giải thoát? Thí dụ như thông thường á, khi mình không biết cái điều gì người ta gọi là vô minh, không thức tỉnh một cái điều gì người ta gọi là vô minh. Vô minh có nghĩa là không sáng suốt, không nhận rõ thực tướng của sự vật trong hiện tại sống chúng ta đang sống. Thí dụ như chúng ta đi bị mắc cả, nơi đó không có chướng ngại vật, thì khi bị mắc cả là chúng ta đang ở vô minh, tại vì ta không biết ở đó có chướng ngại vật. Sau một hai lần mắc cả, chúng ta bị té, bị đau, đau là khổ đó, cái khổ đó, cái khổ của thế gian. Và sau một lần hai lần, tùy theo cái sự căng cơ nhanh lẹ hay chậm đụng của con người, thì người ta biết chỗ đó là có cái chướng ngại vật, khi đi cần phải chú ý chánh niệm, tỉnh giác và quan sát ra được điểm, thì người ta sẽ không bị bất ngã nữa. Thì cái đó gọi là giác ngộ. Đơn giản cái giác ngộ là vậy thôi. Rồi khi chúng ta giác ngộ, chúng ta không bị bất ngã nữa, thì gọi là giải thoát. Giải thoát khỏi cái đau của sự bất ngã. Đó là cái ví dụ đơn giản cho quý vị để biết thế nào là giác ngộ giải thoát. Và chúng ta ở đây ai cũng có cái tâm giác ngộ đó, dù nam nữ lão ấu hay là dù dân tộc nào hay là thành phần nào trong xã hội hay là siêu quá thấp nhất đó, nó vẫn luôn luôn ở bên chúng ta. Cho nên nó được gọi là Như Lai, có nghĩa là nó không đến nó đi. Ví dụ chúng ta thường nói là vô thường, khi thấy có sự mất mát thì chúng ta gọi là vô thường. Xin hỏi hết tất cả quý vị ở đây, cái chết, cái mất đi là thường hay là vô thường? Không thường thì chúng ta sẽ nói là vô thường, nhưng không phải, chết là thường. Tại vì ai sống trong cuộc đời này cũng phải đều chết hết, kể cả các vị thánh nhân, kể cả đức Phật cũng nhập niết bàn, cho nên nó là thường chứ nó không phải là vô thường. Mà cái vô thường đối với những người nào mà chưa có đủ cái quy luật, theo cái quy luật sinh lão bệnh tử mà chết giữa chừng, thì người ta gọi là vô thường. Đó là vậy. Cho nên thường và vô thường đó là cái định thường giới của thế gian. Nhưng mà cái mất biết của mình nó nằm ngoài cái thường và vô thường này. Cho nên mọi dạng vật thế gian dù nó có biến đổi, nó có biến chuyển theo cái quy luật của nó, thì cái này nó vẫn không thay đổi. Cái vật quân chỉ đó là cái chỗ đó, là cái chỗ đó là tất cả quý vị có. Cho nên khi chúng ta biết được cái này rồi thì chúng ta sẽ biết là Phật ở đâu. Như hồi nãy chúng ta nhìn ra hình tướng của Phật đó, ví dụ như trên đây chúng ta hình tướng của Phật, nhưng mà người Thái Lan sẽ nói ông Phật của Thích Ca của Việt Nam không có giống, không đúng. Rồi người Ấn Độ thì sẽ nói là ông Phật của Thái Lan hay là của Ấn Độ không đúng, tại vì không giống cái người Phật Việt Nam thì người ta đạt được giống người Việt Nam, Phật Thái Lan thì người ta đạt được giống như người Thái Lan, Phật Ấn Độ thì giống người Ấn Độ, Phật Trung Quốc thì giống người Trung Quốc. Cho nên là Đức Phật Thích Ca là rất là nhiều hình dạng khác nhau ấy. Cho nên Đức Phật mới nói là đừng có nhìn Đức Phật qua hình tướng tại vậy, mà nhìn Đức Phật chính là trong cái tự tánh của mình. Vậy là chúng tôi sẽ chỉ cho quý vị thấy Phật đang ở đâu. Phật không ở trong pháp, Phật không ở trong tăng, Phật ở vốn lục căn, Phật ở nơi thiền đạo. Người lên non tìm đạo, người đến chùa cầu sinh, nếu không ai thấy tìm quay lại mình thì làm sao tìm thấy Phật. Cho nên cái tánh giác là Phật, và chính mình là sở hữu tánh giác đó. Mà chúng ta tại sao? Tại chúng ta vọng ngoại tìm cầu, chúng ta cứ nghĩ giác ngộ giải thoát là một cái điều nào đó đặt quanh trên mây, hay là một cái phép thuật, hay là có thần thông. Thật sự tôi đưa tất cả quý vị, thần thông nó có quan trọng. Trong Phật giáo nó có cái gọi là luật thông, thì trong luật thông có nhãn thông, nhĩ thông, rồi thần túc thông vân vân. Những cái thứ đó nó đều căn cứ vào cái cơ quan của con người, nó có thông. Nhưng mà hỏi chứ khi mà con người
Do đó cho nên thành công đó là sự không quan trọng. Cái quan trọng ở đây, khi chúng ta giác ngộ được cái tánh giác của mình quay trở về, chúng ta sẽ giải quyết được những cái lo âu, cái lo sợ trong cuộc sống mà chúng ta phải đối diện hàng ngày. Vì chúng ta biết là dù thế nào đi nữa, cái an là cái bình tĩnh, cái sáng suốt trở về nơi chính mình, đó là cái nơi an trú an toàn nhất. Chứ không có nơi nào khác an trú an toàn là nơi chính mình ha. Tại từ nơi chính mình thì chúng ta mới biết được thế nào là đau khổ, thế nào là hạnh phúc, thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là phần thắng, thế nào là chính xác. Ở nơi trong cái tâm giác đó nó có đủ tất cả các chủng loại, từ thấp lên cao, từ chúng sanh đến cả thú vật cho đến đến các cái bậc thánh, Phật, tiên, thánh, phàm, a la hán đều có trong đó. Cho nên cái gọi đó là tâm, tâm thì ở trong cái biên tạng hiện tả đó là nghĩa là các bạn chứa đủ hết. Tại vì trong cái đó nó có chứa đủ cho nên chúng ta mới có thể thành thành người, thành thánh, thành tiên, thành phàm, a la hán. Nếu mà các đường thánh thành thì gồm cả vị chúng sanh ác quân, chúng ta quyết định con đường để thành cái gì. Cái tâm địa chúng ta nó giống như vùng đất bình thường, nó là vậy, nó không có cái hình dáng gì đó, nó không có hình dáng, nó như vùng đất vậy đó. Nhưng ban đầu chúng ta muốn nó là thành hình gì, tâm chúng ta khởi lên hình gì thì nó thành hình đó. Khi chúng ta muốn nặng nó là hình con vật này, hình con vật kia, hoặc là chúng ta muốn nặng nó hình ông thần tài, ông tổ địa chúng tôi, rồi chúng ta mới nặng đó là cao thượng tâm, nặng đó là một vị Bồ Tát, một vị Phật, một tư, cũng tư đất đất thôi. Bình thường nó là một đích. Nhờ khi cái tâm nha chúng ta can dựng vào, thì bắt đầu khi chúng ta gá tâm vào vật gì thì mà đó nó hình thành như thế. Cho nên cái tâm của chúng ta, cái danh á, nó sẽ tạo theo cái hoàn cảnh. Có câu nói là sanh con rồi mới sanh cha, sanh cháu giữ nhà rồi mới sanh ông. Nghe nó rất là nghịch, phải không? Sanh con rồi mới sanh cha. Đó là sao? Là mình đang một cái thanh niên và còn đang yêu đời tự do, tự nhiên cái thùng cái là bị lấy vợ. Chứ bình thường mình đâu có tên cha đâu. Lấy vợ xong cái sinh con ra cái mình bị gán vô cái tên là cha. Phải không? Sanh con rồi mới mình mới thành cha, rồi mới gọi sinh con, rồi mới sinh cha là vậy đó. Rồi cái ông cha là có con thôi, cái tự nhiên con đứa vợ cái sinh ra đứa cháu, rồi là sinh cháu giữ nhà, cái ông cha trở thành là ông. Cho nên nó bình thường, chúng ta thấy mọi thứ đó là cái giả danh để giá giả, nhưng mà thực sự cái bản thân con có cũng là vậy đó. Ông cũng là một người nam, là người bình thường, tự nhiên cái ông thành cha là con. Đó là cuối cái duyên nó sẽ đẩy thì tự nhiên cái danh của cha đi theo. Ví dụ như con cá mập hay là con cá voi ở đàn dương, nó cũng không biết nó là tên con cá voi, tại người ta thấy nó bự quá người ta đặt tên nó là con cá voi. Rồi không phải ở Việt Nam gọi nó là con cá voi tại nó to như con voi, nhưng mà qua bên Mỹ là các nước khác người ta gọi tên nó khác theo cái ngôn ngữ của từng địa phương. Thế như vậy cái danh nó không thường, nhưng mà chúng ta khổ là chúng ta đeo những cái không thực này, có những cái nó được phía bên ngoài và chúng ta cứ mong cầu vọng tưởng. Kể cả ví dụ như thầy nói ở đây, tất cả các vị có ai đã từng đi tu tập ở các trường thiền chưa, có ai đã tu tập trong các cái đạo tràng hay này nọ chứ, chắc cũng có phải không? Nhưng mà khi chúng ta vô nơi đó chúng ta có cái an lạc, thật sự có an lạc thì chúng ta tạm gác những cái phiền não cái gian đi. Nhưng mà tôi hỏi thật sự là bây giờ mấy người đi tu bao nhiêu cái trường thiền trở về giờ quý vị sao? Nó vẫn phiền não, nó vẫn là phiền não. Cho nên nãy tôi mới nói là nếu biết á, phiền não là bồ đề, Phật ở trong cái tiền Phật ở nơi đâu, tiền Phật tới tiền não, chỉ có khổ mới là cái chất liệu để chúng ta giác ngộ. Như nãy nói phải có giác ngã rồi chúng ta mới giác ngộ, là chỗ đó nó có cái chướng ngại vật. Cho nên mọi người
người bị thở cổ. Đối với những người biết tập, nhưng những người biết đạo cổ là chất liệu tốt để giải thoát, cũng giống như là hoa sen, phải có bùn hoa sen mới xanh tốt, mới nở hoa thơm ngát được. Cho nên chúng ta biết thì không sợ, chúng ta cũng không có sợ chết, cũng không sợ được không. Quý vị có sợ chết thì quý vị có thoát được cái chết không? Không bao giờ có. Nó là thiên rồi, nó là thiên trạng rồi. Rồi chúng ta hay thường nói là vô thường. Đôi lúc chúng ta sẽ gán cái vô thường là con quỷ đó chứ. Con quỷ vô thường. Thật ra vô thường không có đáng sợ. Vô thường chỉ là thường, nó là tự nhiên thôi, nó chỉ đáng sợ hết. Giờ xin hỏi quý vị nè, đau bụng quý vị muốn thường hay là vô thường? Nhức đầu quý vị muốn thường hay là vô thường? Bệnh tật là muốn thường hay là vô thường? Nếu mà nó thường thì chúng ta không thể nào chịu nổi. Cho nên đến lúc nào đó phải hết cái khổ cũng vậy. Cái khổ nó đến rồi lúc nào nó cũng phải đi, cũng giống như bão tố chiều giờ mưa lớn đó. Rồi nó cũng tạm, nó phải ngưng thôi. Đến thời biết pháp là nó phải ngưng thôi. Chứ nó không ngưng là chưa kỳ quả đó. Phải không? Rồi chúng ta sợ đủ thứ hết, chúng ta sợ ma này. Có những cái ở thế gian chúng ta thấy được, nhận thức được là chúng ta lại không sợ. Hoặc là có những cái chúng ta không có thấy, mắt không thấy, tai không nghe, giờ không được. Nhưng mà chúng ta cũng sợ, sợ rất là nhiều nỗi sợ mà nó được lại và hoang tưởng. Ví dụ chúng ta sợ ma, chúng ta sợ quỷ. Nhưng mà có những cái loại ma chúng ta thấy được, biết được, chúng ta không sợ đó. Những cái đó loại ma mà chúng ta phải sợ đó là gì? Ma men nè, ma túy nè, ma đề, nhiều lắm. Nhiều cái loại ma mà chúng ta phải sợ mà thấy được, biết được, phải tránh nó thôi. Còn cái ma mà chết rồi không có cái gì đâu mà phải sợ. Rồi quỷ nữa nha, nói về quỷ là rất là vui. Thường thì chúng ta nghe nói là thành pháp mới trừ ma quỷ được, phải không? Thành pháp làm bùa làm hạt chứ làm gì đó dùng cái này cái nọ theo cũng có thể pháp. Nhưng mà ở đây là tất cả những cái đây ai đã từng làm bằng cha mẹ rồi, ai đã từng làm cha mẹ rồi, lớn tuổi rồi đó, các vị có con các cháu, chính là quý vị đã từng cầm roi được mấy con quỷ nhỏ chạy vòng vòng trong sân. Mấy vị còn ngon hơn mấy ông thầy pháp nữa. Mấy vị cầm roi được mấy ông quỷ nhỏ là mấy đứa nít nó phá đó. Mấy đứa nít mà nó phá đồ chúng ta nói thằng quỷ này phá quá, cầm cây được nó phải không? Bắt nó ra đường quỷ chạy vòng. Cho nên cái nó không phải vậy. Để tâm tới cái quan trọng là Đức Phật dạy là không khi tìm quá khứ, không ước vọng tương lai, chỉ có pháp hiện tại. Để quán chính là đây, đó là cái chân thật. Chúng ta biết ngay cái cuộc sống hiện tại chúng ta, biết mọi thứ ở đây diễn ra xung quanh chúng ta biết được cái nào là khổ, cái nào là vui, cái nào là phúc, từ trong tâm chúng ta, chứ không phải từ bên ngoài mà có. Quay lại là cho nên sự thị hiện của Đức Phật đó là một sự gỡ về vĩ đại, tùy theo cái sự gỡ về tâm linh, gỡ về cái tâm của mình trở về thế nào thì có cái tên gọi khác nhau. Từ cái bậc sơ quả tu đà hoàn, tư đà hàm, a đà hàm, a đà hàm, vân vân, hay là bậc thấp bậc tiên, ai trở về mình trở nào. Tại vì trong cái tự tánh nó sẵn có những cái chất đó khi chúng ta trở về. Và cái sự này nó không phải là từ bên ngoài mà có, nó không phải là chất chất từ bên ngoài, nó có sẵn bên trong. Giống như cái tấm gương mà nó bị bụi mờ che phủ là do nghiệp tâm vô minh. Bây giờ chúng ta biết được rồi, nếu chúng ta có tấm gương, có một cái tấm gương sáng, chúng ta chỉ cần siêng năng lau chùi nó, từ từ nó sẽ sáng. Nó đang bụi càng lâu thì lau chùi càng lâu thì thôi. Nhưng mà khi sáng ra rồi thì mọi cảnh, mọi vật trước tấm gương đều hiện ra rất là rõ ràng. Và chúng ta có thể là biết được cái chuyện gì nó sẽ đến, tại vì nó hiện ra rõ ràng trong tâm thức của chúng ta. Do đó khi biết được mình có những cái chủng tánh đó thì chúng ta hàng ngày trở về sống với chính mình. Ở đây đó là nơi thành đó là
đời chính là một cái trường học rất là lớn để cho chúng ta trải nghiệm cuộc sống và giác ngộ, có đau khổ hay có giác ngộ. Và chính cái bản thân mình là một cuốn sách mình cần phải đọc nhiều nhất. Đọc cho nhiều kinh sách đi lắm, nhưng mà không đọc được cái bản thân mình thì cũng là bên ngoài thôi. Cho nên có một chị thiền sư Sunny bộ đạo rồi, ngài mới nói là kinh điển lưu niệm tám dạng tư, học hành không thiếu cũng không dư, đến nay cảm lại đã quên hết, chỉ nhớ trên đầu chữ như thôi. Có thể ví dụ giống như là nước, nó cho mình tự dễ hiểu, nó giống như là nước, nước chảy thì người ta gọi là nước chảy ra là nữ hay là gì đây nữa, thì nó vẫn là vậy, nó vẫn là nước, nó không thay đổi. Cho nên chúng ta quay về cái chỗ không thay đổi đó là đúng, thì chúng ta sẽ thường cái sự giải thoát. Và càng về trở về mà tôi thường như Đức Phật thì gọi là Phật toàn tri toàn giác, còn chúng ta là trên con đường trở về. Cái quan trọng là chúng ta có dám nhận nó, là chúng ta có cái tấm lòng đó hay không. Dù có khi nhận được rồi thì chúng ta giống như là gieo cái hạt giống bồi này, giống như là trong Phật giáo thì được có gọi là phát tâm bồi đề. Khi phát tâm dưỡng mạnh rồi thì cái giống bồi đề này dù có trải qua nhiều kiếp luân hồi, không ngại nhiều kiếp luân hồi. Có nhiều người chán thế gian này quá đấy, chờ cho con tu một kiếp này để con thoát khỏi thế gian này. Xin hỏi thoát khỏi thế gian này đi đâu? Vũ trụ bao la rộng lớn, thoát khỏi thế gian này đi đâu? Ở nơi thế gian này mà chưa có hạnh phúc đi đâu có hạnh phúc? Cho nên phải tìm hạnh phúc và cực lạc nơi chính thế gian này. Cho nên trong sáng mới nói là khỏi ta bà có tòa cực lạc, dòng sông mê biển giác phân xa, y theo giáo pháp Thích Ca, tự nhiên bổn tánh Di Đà có không quan này. Chúng ta có đầy đủ cái cõi tịnh độ nơi tâm mình đó, không có xa được. Và A Di Đà chính là tự tánh của mình, đó là pháp giới tạng hơn A Di Đà Phật, không thiếu một cái gì hết. Khi chúng ta trở về thì chúng ta sẽ thấy. Và cái việc chúng ta đi thấy cái đó thì chúng ta làm gì? Tự tánh chúng sanh hệ thiện độ. Tự tánh thì nào? Tự tánh chúng sanh này chúng ta phải tự độ đó. Cái công việc chúng ta hàng ngày là phải tiếp dẫn đi những cái tâm tánh chúng sanh mà nó khởi lên trong tâm tham sân si mạn nghi ác kiến cùng thứ hết. Cho nên là tiếp dẫn nó, dùng cái trí tuệ của mình để tiếp dẫn những chúng sanh đó, đừng cho để thấy nó và biết nó và không khởi tác nó. Thì như vậy là chúng ta đã tiếp dẫn chúng sanh rồi, làm cho chúng sanh chúng ta càng ngày càng bớt đi cái tánh chúng sanh là tham sân si điện não, mà làm cho cái tánh của mình đó là gì? Từ bi hỷ xả lớn hơn. Đó là đó con đường, chỉ có hai con đường đó thôi, làm đi cho những cái chủng loại của tánh chúng sanh và luân hồi sanh tử khổ đau bớt đi, làm các chủng tánh của Phật thanh, đó là từ bi hỷ xả lớn hơn, thì nó là từ từ nó sẽ thành. Thì như vậy tôi nói rất là đơn giản, thưa quý vị, giác ngộ giải thoát ở trong tầm tay mình chứ không phải lớn lao gì. Thật sự ra kinh điển nó là nhiều, tại vì các cơ chúng sanh rất là nhiều và phân ra phái này phái nọ, đó là tiền theo mỗi cái căn cơ. Nhưng mà thật sự cái cốt lõi nhận định là một thôi, nó không có sai không khác. Cho nên bất cứ mình hiểu rồi, giờ mình có pháp môn nào cũng được, mình niệm Phật cũng được, mình trì chú cũng được, mình tụng kinh cũng được, mình làm cái gì cũng đúng hết. Còn nếu mình chưa biết cái tánh của mình để quay trở về, mình muốn có cái cố gắng làm gì nữa nó cũng gặp thật sự nó sai. Tại vì lìa tánh là cậu Phật, đó là ma rồi, là ngoại đạo đó. Cho nên đó, cái gì mà ta gọi ngoại đạo là ngoại tâm mà cậu Phật, đó là ngoại đạo. Mà chúng ta đang ở trong đạo và chúng ta là người ngoại đạo, cho nên nó phải quay về mình có đủ. Đức Phật ra đời chỉ ngay cái chỗ đó thôi, nhưng mà cái gì chúng sanh nhiều ngàn loại quá, cho nên là Đức Phật phải nói rất là nhiều, rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta phải thực hiện, phải tu tập để phải trực nhận nó, chứ không phải để theo những cái câu đó. Chúng tôi nói tại sao chúng tôi
chứ chúng tôi không nói thuyết pháp. Cái này nó khác này nha. Cái người thuyết pháp là họ nói cái gì của họ, giống như Đức Phật mới gọi là thuyết pháp. Đức Phật mới thấy rõ các pháp, Đức Phật mới là thuyết pháp. Còn đây chúng tôi học lại của Đức Phật thì chúng tôi gọi là giảng pháp. Giảng có nghĩa là lấy cái có sẵn để giảng rộng ra thôi. Chúng tôi học cái văn nói chúng tôi thuyết pháp là khi nào cái người làm chủ được tất cả các pháp, không bị trở ngại bất cứ một pháp nào, kể cả pháp thiện hay là pháp ác có thể làm chủ được, thì lúc đó mới chuyển pháp luôn được. À, bây giờ bánh xe pháp được. Còn hiện tại thì những cái người như chúng tôi chỉ là giảng những cái Đức Phật đã nói để chia sẻ đến cho tất cả quý vị để hiểu rõ là mình có cái chủng tâm phần, đừng có ngần ngại, dù mình có lỡ tạo gây lầm các ác nghiệp cũng không ngần ngại. Các vị ở đây có ai mà đã gây tội ác lỡ như ông Angulimala chưa? Ông Angulimala là ông nghe lời các đạo sư tà phái giết đủ 1.000 người, lấy 1.000 ngón tay để đeo lên cổ để mà sanh thêm đó. Cho nên là ông ta giết 999 người, đến Đức Phật là người đứng hàng, ông có được theo một tức giết để lấy ngón tay cuối cùng, nhưng mà được theo lại không có thể nào bắt được. Ông ấy nói cái gì sao không đi dừng lại, sao ta được vài người mà không bắt được? Thì Đức Phật mới nói là ta đã dừng lại từ lâu rồi. Ngươi mới là người nên dừng lại. Ở cái chỗ đó, ngay cái chỗ đó là Angulimala tức tử liền. Ta thành Phật đó. Mà tội ác của ông thì tôi khỏi nói luôn. Giết tới 999 mạng người rồi mà. Cho nên đừng ngại cái việc trong quá khứ chúng ta đã lỡ tạo những cái ác nghiệp. Tất cả những cái đó chúng ta đều có thể sám hối. Chỉ một chữ buông và một chữ quay về là chúng ta có thể. Còn cái tội thì tội nghiệp. Khi chúng ta đã không sợ chết, chúng ta đã không còn cái thân này nữa, chúng ta còn không có ngân ngại cái thân của quần này nữa là giả tạm, thì chúng ta sợ cái gì nữa? Cái gì nó đến cho mình thì tự nhiên nó đến thôi. Chúng ta cứ tự nhiên mà tiếp nhận đó, giống như của mình, việc tốt, việc xấu hay cái gì đó nó đến thì mình cứ tiếp nhận tương đương đó, rồi quan sát nó, tự nhiên sẽ qua. Giống như dòng bão hoài không ai sống nổi, tội nghiệp mà đến hoài cũng đâu ai sống nổi đâu. Cho nên đừng có ngại, giải thoát hết cái những nỗi sợ như nãy chúng tôi nói, sợ này sợ nọ, chỉ sợ mình không khổ thôi, cái đó là sợ nhất. Chứ còn giác ngộ rồi thì không có gì phải sợ hết, kể cả cái chết cũng không phải đáng sợ, tại không sợ nó cũng không bằng cả thôi. Thì hôm nay nhân ngày Phật đản sanh, ngoài cái việc xưng tán chư Phật, thật ra nếu mà nói xưng tán trong Đức Phật, ngôn ngữ thế gian không có thể nào xưng tán hết đâu, tất cả tư kỳ mà. Nhưng mà cái mình làm là hướng về Đức Phật, Phật gia làm của cô gọi để mình cung kính và quan trọng làm minh theo lời dạy của Ngài để mình tu tập. Từ từ mà mình cũng sẽ được giác ngộ, sẽ thoát đi nhà. Do đó, ngoài cái việc làm những cái công việc mà lễ nghi để xưng tán cho Phật, thì chúng tôi cũng muốn nói là cái cốt lõi của đạo Phật đến cho quý vị ai có duyên gặp được thì hàng ngày an vui tu tập, pháp Phật sẽ được nhiệm màu. Cứ thấy như là an vui tu tập là pháp Phật nhiệm màu. Nhiệm màu không phải là mình là thời có thành con cái này nọ. Nhiệm màu có nghĩa là thay đổi nhận thức, thay đổi cuộc sống mình càng ngày càng tốt đẹp hơn, an vui mà sống, không có gì phải lo ngại. Và nếu mà muốn sống an ổn thì chúng ta phải tiếp tục giải thoát, tiếp tục là sống an ổn. Còn nếu chúng ta muốn gì nữa thì chúng ta phải đau khổ thôi. Cho nên hạnh phúc đối với người đơn giản lắm, người đói thì cũng được ăn, người khác thì cũng được uống. Và hạnh phúc của cái người nghèo thì muốn được có tiền hay là sang giàu, hạnh phúc của người bệnh thì muốn được mạnh khỏe, hạnh phúc của người tàn tật thì muốn được đi được, hạnh phúc của người điếc thì muốn được nghe, hạnh phúc của người mù là muốn được thấy. Đó là hạnh phúc đơn giản.
nhưng mà chúng ta khi có đủ những cái đó rồi, chúng ta không bị gì nữa, chúng ta không chịu dừng, cho nên chúng ta khổ. Tại chúng ta không có bụng, chúng ta không có đói, chúng ta không có bị lạnh, chúng ta bị khát, mọi thứ chúng ta được đầy đủ rồi, nhưng mà chúng ta lại muốn nữa, cứ muốn được cái này là muốn cái kia nữa, cho nên gọi là cái tham. Cái tham nó luôn luôn là nó giống như nước, nó không bao giờ dừng lại, cho nên là chúng ta khổ này. Chỉ biết dừng buông, chỉ hai chữ đó, dừng và buông, chúng ta có hạnh phúc ngay tại thế gian này và có cực lạc tịnh độ nơi thế gian này luôn, chứ không cần phải đi đâu xa hết. Tại vì chúng ta đã sẵn có tịnh độ trong tâm rồi, chỉ cần quay về là thấy. Hay gì là Phật, thì hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ cho toàn thể với Phật tử nhân ngày lễ Phật đản. Và bên cạnh chúng tôi cũng có tượng Phật Thích Thiên Phước, tượng Phật Quan Âm. Các vị muốn nói gì thêm cho Phật tử trong cái thời pháp hội hôm nay, cũng muốn chia sẻ thôi. Tại vì luôn luôn mình mong cầu là pháp giới chúng sanh đồng đẳng Phật đạo. Pháp giới chúng sanh thì trong đó có người Thiên Chúa, có người Hồi giáo, có người Châu Phi, đủ thứ hết. Pháp giới chúng sanh rộng lắm, chúng ta cầu cho thành Phật đạo. Nhưng mà đừng có khởi tâm phân biệt là mới được. Khởi tâm phân biệt là người này người họ thi, thì câu đó mình không có pháp giới chúng sanh hay nào thành Phật đạo. Thành chúng mình vậy. Mình phải gọi là quá hay. Vâng, thưa các bạn, để được lắng nghe lời hướng dẫn của thượng tọa Trường Tăng Đoàn Pháp tỉnh, Thiên Phước thấy là 39 phút mình không biết nói gì nữa. Vâng, thôi thì con xin kính mượn lời thơ của Hòa Thượng Thái Hòa để xin phép là một cuộc tổng kết một ý chủ yếu là biết vui thì ở cõi này có hoa cỏ lá cũng đầy mộng mơ, biết vui ăn lá hóa thơ cõi này cũng đẹp còn hơn cõi này. Điều quan trọng là biết vui. Thế nhưng mà thấy mọi người rất vui thì em xin phép không nói gì nữa. Thành đạo biết bạn thì chúng ta cũng đã có cái chương trình đó.
Phật tử bi rũ sạch vui chân.
cùng quý chư tu đức tăng ni, cùng toàn thể quý bà con cô bác
có mặt trong buổi tối hôm nay được dồi dào sức khỏe, thanh tâm, an lạc. Thì bây giờ xin mời quý vị hãy qua đồng cùng với Cẩm Tiên qua bài hát Con Quy Y Tam Bảo. Nhiều niềm đau.
đừng mà, tôi xin khác người, tôi lại cái người đó. Đừng bỏ con tôi, hãy trả đi, hãy trả con tôi đi mà. Thì ra là tôi lại lòng đó, đừng bắt con tôi, hãy trả con tôi lại cho tôi đi, hãy trả con tôi đi, tôi xin lòng, tôi lại lòng tôi, trả con tôi lại cho tôi đi. Thank you.
quý vị. Cảm ơn thầy, cảm ơn MC Dễ Thương Duyên Giác và quý em với Động Viên rất là giỏi. Cảm ơn cả nhà đã yêu thương và ủng hộ cho Động Viên. Cảm thấy xin trân trọng cảm ơn và mong rằng sẽ có một cái duyên lành nào đó để tôi quay trở về đây để đem lại ca tiếng hát, trước là cúng dường cho Phật, sau đó phục vụ cho bà con cô bác nha. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều và cảm ơn. Xin được cảm ơn giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên, một người chị mà xin hiếu rất là yêu quý, cũng như là em đã mang giọng ca của chị Nghi Tình Mạch nhỏ xíu mà đã nghe Cẩm Tiên. Quý vị có thấy không, giọng ca của chị Nghi Tình bao nhiêu năm không có một chút nào thay đổi hết. Em đang tự hỏi là không biết chị giờ này giọng của mình như thế nào mà từ hồi nhỏ xíu cho tới bây giờ em được 40 tuổi rồi mà em nghe em thấy chị vẫn y chang như vậy ạ. Nếu mà quý vị thấy chị Tiên vẫn cao rằng sẽ thấy chính là nha. Thật sự là bây giờ lớn tuổi rồi, hơn 50 rồi thì cái giọng cũng không còn bằng giống ngày xưa nữa đâu, nhưng mà cũng cố gắng hết sức có thể những gì mình đang có để mình thắp lại tấm chân tình tình yêu của bà con để yêu mến chồng nhất của Cẩm Tiên suốt mấy chục năm qua. Xin cảm ơn, xin chúc cả nhà luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt ạ. Dạ, một lần nữa cảm ơn chị, cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên đã đến với chương trình ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị thân mến, với chương trình văn nghệ kính mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 dương lịch 2023 được tổ chức tại chùa của chúng ta ngày hôm nay, thì quý vị cũng thấy là bên cạnh sự tham gia biểu diễn thể hiện của những nghệ sĩ đã thành danh thì cũng có sự tham gia biểu diễn của những nghệ sĩ trẻ, những ca sĩ trẻ. Họ cũng mong muốn được mang lời ca tiếng hát của mình để trước là kính dâng lên Đức Thế Tôn và sau nữa đó là để phục sự cho quý vị khán giả quý đạo tràng đang có mặt tại đây. Và ngay bây giờ thì xin được mời tất cả quý vị sẽ cùng gặp gỡ với quán quân cuộc thi theo dấu tượng được tổ chức vào năm 2020, bài đạt giải cao nhất của cuộc thi. Và cuộc thi này nếu mà quý vị có xem qua thì được phát sóng qua nhiều buổi thi trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, bài sẽ đến với chúng ta một sáng tác của Cẩm Tông ca khúc với tựa đề Kiếp Luân Hồi. Và xin kính hy vọng rằng chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón giọng ca của ca sĩ Nhân Khánh. Hôm nay, mời được chúc sức khỏe, lời chào thân thương và trân trọng nhất ạ.
nguyện Phật Thích Ca ra đời ngày xưa, vào ngày rằm tháng tư nơi tâm tì, hoàng hậu từ con cây vô đẹp tươi, trời hoa vô tư Phật nắng, điềm lành đã đến cho nhân loại từ đây, thật là hạnh phúc cho muôn loài mừng thay. Rằng người này đã sanh thức phật từ bi, người đi đã đến cùng thế gian, ngài thấy vô minh chân đời, ngài thấy đau thương mọi loài, ngài xuất ra đi vào rừng và tìm ra we'll be right back.
xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào đón Đức Phật Thế Tôn Đản Sanh. Và bây giờ thì xin hiếu mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ tạm chia tay với không khí của Đồng Nai để chúng ta đến với Tây Nguyên để xem là Tây Nguyên đón mừng Phật Đản Sanh như thế nào nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Vithika, ca khúc với tựa đề Tây Nguyên mừng Phật Đản, một sáng tác của nhạc sĩ Vithika. Và bài hát này thì chúng ta cũng sẽ được thưởng thức qua giọng hát rất là ngọt ngào của nữ ca sĩ Thuyền Dương.
quê hương đậm đà, rào rạt bao niềm thương trong mái nhiều. Và thưa quý vị, tiết mục múa vừa rồi cũng đã khép lại chương trình văn nghệ kính mừng đại lễ Phật đản.